Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 172 đề bài như sau Hãy trao đổi theo nhóm các câu hỏi sau Thứ nhất, vì sao nói ngủ là một nhu cầu sinh lý của cơ thể Giấc ngủ có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe Thứ hai, muốn có giấc ngủ tốt cần có những điều kiện gì Nêu những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giấc ngủ Như các em đã thấy thì đây là một câu hỏi liên hệ với thực tế. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy vận dụng những hiểu biết của bản thân và hoạt động theo nhóm để đưa ra câu trả lời. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, ngủ là nhu cầu sinh lý của cơ thể vì hưng phấn và ức chế là hai mặt đối lập trong hoạt động thần kinh, nhờ đó mà có thể đảm bảo được sự cân bằng trong hoạt động của hệ thần kinh. Ý nghĩa của giấc ngủ Bản chất của giấc ngủ là một quá trình ức chế để bảo vệ phục hồi khả năng hoạt động của hệ thần kinh sau một ngày học tập và lao động. Thứ hai, muốn có giấc ngủ tốt, chúng ta cần những điều kiện sau. Cần phải tạo một phản xạ chuẩn bị cho giấc ngủ, tạo một động hình, ví dụ như là rửa mặt đánh răng trước khi đi ngủ, đi ngủ đúng giờ và nằm hít thở thật sâu để đi vào giấc ngủ. Nên tránh những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới giấc ngủ như là ăn quá no, dùng các chất kích thích như trà, cà phê, thuốc lá trước khi ngủ Cần phải đảm bảo không khí yên tĩnh, tránh tiếng ồn, không để đèn chói Giữ tâm hồn thanh tản và có một chế độ làm việc cũng như nghỉ ngơi hợp lý Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8 trong 172